Chào các em. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 1, trang 103. Chứng minh các dãy số là các cấp số nhân. Người ta để dấu ngoặc này có nghĩa là ký hiệu đây là một dãy số ha. Thì nếu mà mình chứng minh được rằng là UN cộng 1 bằng UN cộng cho một hằng số nào đó thì suy ra đây là một cấp số cộng. Được chưa? Suy ra đây là một cấp số cộng. Và cái hằng số này chúng ta sẽ gọi là công sai. Này phải là hằng số mới được nha. Thì bởi vậy cho nên là để mà chứng minh nó là một cấp số cộng thì mình sẽ lấy là UN cộng 1, mình trừ cho UN và mình chứng minh nó bằng một hằng số, đúng không? Bằng một hằng số. Được chưa? Còn nếu mà mình có là UN cộng 1 mà bằng UN nhân với một hằng số nào đó ha, thì đây được gọi là một cấp số nhân. Và cái hằng số này người ta hay ký hiệu bằng chữ quy là công bội ha, công bội, được không? Cho nên là để chứng minh là nó là một cấp số nhân thì chúng ta sẽ lấy UN cộng 1, chúng ta chia cho UN và chúng ta chỉ cho thấy đó là một hằng số, được không? Mình lấy UN cộng 1, mình chia cho N và mình chứng minh rằng nó bằng một hằng số. Thì lúc này cái hằng số này chính là công bội. Và từ đó mình sẽ suy ra được rằng là UN cộng 1 bằng UN nhân cái hằng số này. Thì lúc này mình sẽ chứng minh được nó là một cấp số nhân. Nha. Đây chúng ta đi vào, mình gọi cái dãy số đầu tiên là phần A đi ha. Phần A đi. Mặc dù là đề không cho mình có A, B, C nhưng mà mình phân biệt ra là phần A, phần B, phần C. Ứng với mỗi phần là mình chứng minh một cái cấp số nhân này. Nha. Rồi với mọi N thuộc N sao, ta có, mình sẽ có là UN là bằng cái này luôn đúng không? Là bằng 3 phần 5 nè, nhân cho 2 mũ N nè. Rồi từ đây mình cũng có là UN cộng 1 sẽ bằng là 3 phần 5. N cộng 1 thì chỗ này sẽ là N cộng 1, được không? Rồi từ đó mình sẽ xét cái tỷ số. Mình xét cái tỷ số là UN cộng 1 mà chia cho UN. Mình sẽ được là 3 phần 5 nhân cho 2 mũ N cộng 1 chia cho 3 phần 5 nhân cho 2 mũ N. Thì mình sẽ được là 3 phần 5 chia 3 phần 5 hết ha. Còn 2 mũ N cộng 1, thầy viết rõ cho các bạn thấy nè, 2 mũ N cộng 1 là bằng 2 mũ N. 2 mũ N cộng 1 là bằng 2 nhân cho 2 mũ N. Được chưa? Ở dưới mẫu là 2 mũ N. Thì tới đây là 2 mũ N với 2 mũ N là hết đúng không? Thì mình còn lại số 2 thôi. Được chưa? Đó. Thì từ đây mình có thể suy ra được rằng là UN cộng 1 sẽ bằng là UN nhân cho 2 đúng không? Hay nói cách là bằng 2 nhân cho UN. Được chưa? Vậy tới đây là mình kết luận được đây sẽ là một cấp số nhân đúng không? Mình đã chỉ cho người ta thấy được rằng là UN cộng 1 là bằng một hằng số nhân cho UN. Vậy, dãy số đã cho. Là một cấp số nhân ha. Với công bội. Với công bội quy bằng 2. Được. Thưa các bạn. Đó, ở cấp số cộng thì mình lấy U, mình xét cái hiệu UN cộng 1 mình trừ UN. Còn mình muốn chứng minh nó là cấp số nhân thì mình sẽ xét cái tỷ số là UN cộng 1 chia cho UN. Rồi mình qua câu B. Câu B là 5 chia cho 2 mũ N. Dãy số này. Với mọi N thuộc N sao, ta có
Mình chia cho đây, ON sẽ bằng 5 chia cho 2 mũ N. Rồi mình cũng có ON cộng 1 sẽ bằng 5 chia cho 2 mũ N cộng 1. Từ đây mình sẽ suy ra được là cái tỷ số là ON cộng 1 mà chia cho ON thì sẽ bằng là 5 chia cho 2 mũ N cộng 1 chia cho 5 phần 2 mũ N, được chưa? 5 chia cho 2 mũ N cộng 1, chia là bằng nhân nghịch đảo đúng không? Chia cho 5 phần 2 mũ N là bằng nhân nghịch đảo, là 2 mũ N phần 5, được không? Và tới đây là 5 chia 5 hết ha. Còn 2 mũ N cộng 1 sẽ bằng, thôi viết rõ cho các bạn coi. Đây là 2 mũ N này. Ở dưới mẫu là 2 mũ N cộng 1 sẽ bằng 2 nhân cho 2 mũ N. Và 2 mũ N chia 2 mũ N hết ha. Mình được là 1 phần 2. Như vậy thì mình có thể suy ra được rằng là UN cộng 1 sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho UN đúng không? Thì suy ra đây là một cấp số nhân chứ nữa. Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân với cái hằng số này gọi là công bội ha, với công bội quy bằng 1 phần 2. Rồi chúng ta xong dãy số thứ hai ha. Giờ mình qua dãy số thứ ba. Phần C. Dãy số này là trừ 1 phần 2 mũ N. Cái dấu ngoặc ở trong là để ngoặc cái trừ 1 phần 2 tất cả mũ N. Còn cái dấu ngoặc ở ngoài là để chỉ đây là một dãy số. Ha. Với mọi N thuộc N sao, ha, ta có. Mình cũng có là UN thì sẽ bằng là trừ 1 phần 2 tất cả mũ N, được chưa? Và UN cộng 1 cũng sẽ bằng trừ 1 phần 2 tất cả mũ N cộng 1. À, chỗ nào có trên N mình thế N cộng 1 vô. Rồi bây giờ mình sẽ xét tỷ số ha. Xét tỷ số là UN cộng 1 chia cho UN thì sẽ bằng UN cộng 1 là bằng trừ 1 phần 2 tất cả mũ N cộng 1 chia cho trừ 1 phần 2 tất cả mũ N bằng. Thì giống như bài trước ha, trừ 1 phần 2 tất cả mũ N cộng 1 là bằng trừ 1 phần 2 mũ 1 ha, bằng trừ 1 phần 2 mũ 1 nhân cho trừ 1 phần 2 mũ N, được chưa? Phần trừ 1 phần 2 mũ N. Thì hai cái này là hết đúng không? Mình sẽ được là trừ 1 phần 2. Thì từ đây mình sẽ suy ra được rằng là U mũ N cộng 1 sẽ bằng trừ 1 phần 2 nhân cho U mũ N đúng không? Đó. Thì trừ 1 phần 2 là một hằng số đúng không? Cho nên suy ra đây sẽ là một cấp số cộng. À, sorry. Suy ra đây sẽ là một cấp số nhân ha. Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân. Cấp số nhân với công bội. Công bội quy bằng trừ 1 phần 2. Rồi chúng ta xong bài tập 1 trang 103. Rồi, chào các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.